chị có thể thả cái lá cờ mình đang ở đâu ha. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 2020, mình là khoa học gia Thị Trình Nguyễn, hiện đang phát sóng live trực tiếp tại Việt Nam. Gửi lời chào thân ái, chúc sức khỏe đến tất cả các tình yêu xanh năm châu. Hôm nay thì Trinh sẽ bắt đầu với công thức số 100 để kết thúc đúng 100 công thức sau hơn 3 năm của cái chương trình Cho Đời Mãi Xanh. Dĩ nhiên mình sẽ tiếp tục, nhưng mà trong cái thời gian của đại dịch Covid có một sự gián đoạn về vấn đề rau củ quả vân vân, và mọi người cũng ở trong nhà, cho nên trong cái đợt này thì mình sẽ giảm giảm lại, nhưng mà mình sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới để có thể có thêm nhiều cái công thức xanh cho các anh chị trong tương lai. Nhưng mà ít nhất là sẽ hoàn thành 100 công thức để xong cái quyển sách đầu tiên. Hy vọng là cái quyển sách Cho Đời Mãi Xanh với 100 công thức sẽ ra đời vào mùa hè năm nay. Hy vọng là sẽ sớm nhất có thể cho các anh chị nha. Rồi, một lần nữa chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị đang xem chương trình. Rất có nhiều tình yêu xanh mới gần đây, cho nên thì Trinh cũng sẽ nhắc lại một lần nữa. Chương trình Cho Đời Mãi Xanh là một chương trình phi lợi nhuận. Ăn nước uống xanh, xanh lên bệnh xuống, cho đời mãi xanh. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là giúp cho các anh chị ý thức và bảo vệ sức khỏe bằng cách là hiểu được cái giá trị và tầm quan trọng của sức khỏe mình là như thế nào, và cái cách đơn giản để phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe là chúng ta thay đổi ngay từ cái cách mà chúng ta ăn uống hàng ngày. Bởi vì đối với anh chị cũng thấy rồi, trong cái mùa đại dịch này thì nó cho chúng ta học rất nhiều bài học. Một trong bài học và quan trọng nhất vẫn là cái nền tảng của sức khỏe. Tất cả những mọi thứ khác trên đời chúng ta có thể nhờ đó. Ai làm giùm cho mình, chiếc xe hư có thể nhờ người khác đi sửa giùm, nhà dơ có thể người nhờ người giúp việc lau chùi, vân vân. Nhưng mà có một cái mà chúng ta sẽ không bao giờ nhờ ai làm giùm mình được hết là sức khỏe của mình. Mình bệnh mình không thể nào nói là tôi bị ung thư rồi bạn nhờ cái người giúp việc bị bệnh giùm cho mình rồi mình trả tiền cho người đó, không, đúng không? Cho nên rốt cuộc sức khỏe là của mình là người sở hữu nó. Cho nên để làm sở hữu nó như thế nào cho nó tốt, thì cái mà Trinh nghĩ chúng ta cần phải có những cái mục tiêu là chúng ta phải có cái mục tiêu là hành trình sức khỏe của mình 5 năm, 10 năm, 20 năm tới nó sẽ như thế nào. Ví dụ như bản thân thì trên năm nay mình 47 tuổi, mình nhìn tới cái hành trình, chắc chắn càng lớn tuổi thì sức khỏe của chúng ta càng sẽ bị yếu dần, đúng không? Cơ chúng ta sẽ giảm, xương chúng ta sẽ yếu dần, vân vân, lượng canxi chúng ta sẽ thấp đi. Đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống, và chắc chắn sẽ có những trường hợp xảy ra là cao máu, cao mỡ, cao đường. Nhưng mà những cái đó là chúng ta có thể khống chế được. Bản thân mình biết chắc chắn là mình phải kiến tạo cái sức khỏe của mình, có nghĩa là 5 năm nữa là mình phải tốt hơn. Chắc chắn mình cũng sẽ giảm cơ, giảm xương, vân vân, nhưng mà nó sẽ chậm hơn tất cả những người khác. Tức là mình làm sao mình vẫn ở cái tuổi 70 mình vẫn phải leo được thang máy, quên, leo được thang bộ, 70 leo thang máy. 7 70 tuổi chúng ta vẫn đi bộ được, vẫn leo núi được. Thì đó là cái mục tiêu trong cuộc đời của bản thân mình đang suy nghĩ mình phải làm. Có nghĩa là mình phải gọn hơn, mình không thể nào cho cái bụng mình nó nhão và chảy xệ. Hồi nhỏ chúng ta còn trẻ thì bụng ta săn chắc, và chúng ta không thể nào chấp nhận là khi chúng ta bốn mấy tuổi chúng ta nói là ôi bụng tôi mở là tại do tôi lớn tuổi. Thì cái đó chỉ là cái cớ thôi, đúng không? Cho mình vẫn có thể kiến tạo cái sức khỏe của mình để mình ở cái tuổi này nó phải thon gọn hơn. Cho nên bản thân thì Trinh ở cái thời điểm này là mình phải xem lại cái sức khỏe mình so với năm ngoái. Nó phải tốt hơn năm ngoái, nó phải tốt hơn năm ngoái. Thì cái đó thì chúng ta mới có thể sống một cái cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh. Bởi vì thật sự không có gì quý hơn sức khỏe. Cho nên một lần nữa thì Trinh chỉ lặp đi lặp lại những cái điều này cho đời mãi xanh. Là chỉ hy vọng các anh chị ý thức về vấn đề cơ bản ở trong cuộc sống là ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, tập thể dục, vận động hàng ngày, giữ cho mình một cái tinh thần nó được tốt. Tại vì trên đời này không có gì đắt giá bằng cái sức khỏe của chính mình nha. Thì Trinh đã từng nói rồi, ăn đủ, ăn đúng, ăn ngon, ăn sạch, ăn có ý thức, và chúng ta nấu có trách nhiệm. Cho nên cái mà chúng ta có thể làm là từ hàng ngày những cái thức ăn vào trong cơ thể của mình sẽ thử hỏi đó là cái này tốt cho cơ thể, cái này hại cơ thể, hay là nó tốt cho cơ thể. Và mình chỉ cần hỏi đánh giá như vậy thôi. Khi mà chúng ta đưa một cái gì vào trong miệng mình chỉ cần hỏi điều đó và mình nói là ở nó tốt thì chúng ta có thể ăn mạnh miệng, và nếu nó xấu thì có thể suy nghĩ tới là thôi không ăn.
Chúng ta làm những điều này và đó là cái mà nó giúp chúng ta hàng ngày để chúng ta đừng có hành hạ cái cơ thể của chính mình. Cho nên một trong những cái phương pháp mà tôi đã hướng dẫn các anh chị trong 3 năm và cũng đã giúp thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Và dĩ nhiên ở đây không có chữa bệnh các anh chị ha. Đây là cái chương trình để giúp các anh chị phòng bệnh bằng cái cách mình tự làm ở tại nhà. Và một lần nữa thì các anh chị làm bằng cách là thay đổi là ăn nước uống xanh. Tại sao có một số người vẫn chương trình xanh ở tình yêu xanh mới hỏi là tại sao ăn nước uống xanh, thì chị cũng lặp lại thôi. Tức là lấy rau củ quả ép ra thành nước, đúng không? Cho nên Trinh gọi là ăn cái nước, thật ra là cái dí dỏm của nó, các anh chị nghĩa bóng nghĩa đen, tức là ăn nước nhưng mà uống cái màu xanh, cho nên gọi là ăn nước uống xanh. Giống như thì Trinh đã từng nói rồi, chúng ta ăn rau củ quả thì có 3 cách để chúng ta có thể ăn: nấu chín, ăn sống nha. Lại như để dễ hơn, đi từ đầu nè. Chúng ta có thể ăn ăn sống nha, chúng ta có thể hấp, luộc, đúng không, rồi nấu chín. Đó là 3 cái hình thức mà chúng ta ăn. Thì ở trong đó đó thì cái gì khi mà nấu chín rồi á thì tất nhiều chất xơ sẽ bị mất trong cái quá trình nấu chín, phần đông sẽ bị mất và những cái oxy ở trong những cái chất này cũng sẽ bị mất luôn. Và cơ thể chúng ta cần oxy để chống lại oxy hóa trong cơ thể, nhưng mà tất cả những cái này nó bị mất cho nó không có hỗ trợ được cho sức khỏe. Chúng ta ăn chỉ có no thôi nhưng mà nó không có, tại vì ăn thì vô bao tử thì nó sẽ no nhưng mà thực sự nó không có đem mang lại dưỡng chất cho cơ thể. Luộc hay là hấp thì nó đỡ hơn chút xíu, thì trong đó luộc thì mất cũng mất một số chất, hấp là tốt nhất. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta sẽ bị no trước khi đủ chất. Rồi một chén là chúng ta no trước khi đủ chất. Nhưng mà nếu chúng ta lấy tất cả những cái lồ sống này, dĩ nhiên rau củ quả sống, mà nếu chúng ta ép lại thì cái thành phần mà chúng ta ép nó chỉ ra được có 1 ly thôi. Có nghĩa là ví dụ như hàng ngày các chị ăn một cái phần nhỏ đó là no, mà nếu các chị ép thì nó ra được chừng có 5 ml thôi. Nhưng mà khả năng chúng ta có thể uống được tới nửa lít luôn. Thì có nghĩa là cái hàm lượng rau củ quả nó phải rất nhiều để mới ép ra được nửa lít đứng mà uống. Thì như vậy là thứ nhất là chúng ta bảo tồn được dưỡng chất. Thứ hai nữa chúng ta giữ được cái lượng oxy nó không bị chết. Các anh chị tưởng tượng cái đèn cầy nó đang có lửa lửa nén, các anh chị lấy cái ly các anh chị chụp lại là tắt cái đèn cầy mất tiêu rồi. Thì y chang thôi, rau củ quả mà các anh chị nấu lại thì chẳng khác nào cả, các anh chị tắt cái đèn cầy của cái ngọn lửa đó. Thì khi mà chúng ta làm điều đó thì rau củ quả nó sẽ còn là cái hàm lượng oxy, hàm lượng dinh dưỡng, và chúng ta ép nó thì chúng ta sẽ là chưa no, tức là đủ chất trước khi no. Thì đó là lý do tại sao rất nhiều người uống xanh sẽ cảm thấy là khỏe hơn, cơ thể mình tốt hơn hàng ngày, tự nhiên mình hết khớp, mình hết cái này hết cái kia, và chúng ta lại lầm tưởng là nó chữa bệnh. Nó không có chữa bệnh là bởi vì hàng ngày chúng ta bị thiếu chất. Và chính những cái thiếu chất tầm trọng này nó đưa tới vấn đề là cơ thể chúng ta không cân bằng. Không cân bằng thì đưa tới vấn đề lệch, thể đưa tới vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta đưa ra đủ chất đầy đó thì cơ thể mình nó cân bằng, cái tự nhiên gián tiếp mình hết bệnh. Và chúng ta nghĩ đó là chúng ta chữa bệnh, nó không có chữa bệnh ha. Thì đó là chương trình ăn nước uống xanh là như vậy. Cho nên sức khỏe của mình thì mình tự tự bảo vệ, không ai bảo vệ giùm cho mình. Giống như nãy mình cũng nói rồi, mình cũng hay thường nói là lần sau cùng mình chỉ đang ở Việt Nam, lần sau cùng mình cho người tới ở Việt Nam thì cái máy lạnh là các anh chị phải chùi, mình không biết vụ đó. Ở Mỹ thì mình có cái máy lạnh trung tâm thì nó khác, nhưng mà nhưng mà mình phải thay cái filter ở trong nhà mình cách 3 tháng mình thay 1 lần. Còn ở Việt Nam thì cái máy lạnh là mình phải cho người tới để nó dọn, và thì mình không biết cái điều đó, cho nên và khi không dọn thì nước nó sẽ chảy xuống. Mình không biết tới lúc mình ở lâu, mình biết là 3 tháng mình sẽ làm 1 lần. Cho nên lần sau cùng mà thầy Trinh cho người tới dọn cái máy lạnh lần nào là mình nhớ rất rõ, là cách đây sau Tết chút xíu. Mình nhớ rất rõ. Và giống như các anh chị có chiếc xe lần sau cùng đi bảo trì, các anh chị sẽ nhớ rất rõ là nhờ chồng mình đi lúc nào hay là nhờ tài xế đi làm lúc nào, các anh chị nhớ rất rõ. Nhưng mà thầy Trinh sẽ hỏi là lần sau cùng các anh chị thanh lọc cơ thể lúc nào, thì hầu như là mọi người đều đơ đơ như cây cơ. Chúng ta hoàn toàn không không biết, và hình như là không 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 để nói, ủa có chuyện đó sao, đúng không? Cho nên rõ ràng là chúng ta đang hại cơ thể chúng ta hàng ngày mà chúng ta hoàn toàn không biết. Tất cả những thứ khác là chúng ta xem trọng nha. Chúng ta thì Dinh vẫn luôn luôn nói điều này, khi mà có tiền thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ tới vấn đề gì? Đi du lịch, đúng không? Chúng ta nghĩ tới vấn đề sắm túi LV, Gucci, hai người thứ mặt thì trên cũng mới vừa sắm Chanel gì đó, đúng không? Tức là khi chúng ta có tiền chúng ta nghĩ tới vấn đề đó trước. Nhưng mà tại sao khi có tiền chúng ta không nghĩ tới vấn đề là mình làm gì cho sức khỏe của mình?
À, dĩ nhiên nếu các anh chị làm được hai điều tốt, tôi có tiền tôi vừa làm cho sức khỏe của tôi và tôi vừa sắm quần áo của tôi, nó không gì nói hết. Nhưng mà chúng ta lại khác, chúng ta có tiền chúng ta mua chiếc xe đẹp, nhưng mà chúng ta để cho cái cơ thể này nó bệnh rề rề, rồi các anh chị có tinh thần đâu mà lái chiếc xe đó. Nhưng mà phần đông chúng ta làm điều đó đúng không? Cho nên thì anh nghĩ là nếu chúng ta chưa có sự lựa chọn giữa tiền bạc cho sức khỏe và những thứ bên ngoài thì chúng ta hãy nên đầu tư vào sức khỏe. Còn nếu chúng ta có tiền mà chúng ta làm được hai điều đó thì không gì phải nói nữa, thì quá tuyệt vời rồi. Ok, thì đó là cơ bản sơ sơ là Trinh nhắc lại một lần nữa, là đó là cái chương trình ăn nước uống xanh để giúp các anh chị có một cái tầm nhìn về cái sức khỏe của mình trong năm 10, 15, 20 năm tới là như thế nào. Tầm nhìn một năm là ăn uống vô độ, đúng không? Ăn thịt ba rọi, ăn mỡ, ăn chiên xào, ăn tứ đế trên trời dưới đất gì cũng ăn hết, đúng không? Ăn tôm hùm gì đó tùm lum hết, đó là tầm nhìn một năm. À, đúng không? Đây thì Thiên Đường nói tầm nhìn một năm là uống bia uống rượu, đúng không? Rồi tầm nhìn của 100 năm là chúng ta uống xanh. Đơn giản là như vậy, để chúng ta có được một cái sức khỏe mà chúng ta mong muốn ha. Cho nên ăn đủ, ăn đúng, ăn ngon, ăn sạch, ăn có ý thức, nấu có trách nhiệm, đó chính là như vậy. Và dĩ nhiên thì tôi cũng khuyên các anh chị là giảm bớt động vật. Ở đây không phải là khuyên các anh chị phải bỏ hẳn, nếu bỏ hẳn thì càng tốt. Nhưng mà nếu không thì chúng ta cũng nên giảm bớt, có nghĩa là một tuần chúng ta chỉ ăn thịt chừng một lần, hai lần thôi. À, thịt cá gì đó, còn lại chúng ta nên ăn rau củ quả các loại đậu thì nó sẽ tốt cho cơ thể. Thì như vậy chúng ta có thể sống một cuộc sống đầy đủ và chất lượng. Cho nên dĩ nhiên câu nói thì chính thường nói với anh chị là sống bao lâu không bằng sống bao sâu, đúng không? Quan trọng là cái chất lượng của cuộc sống mình trong 60 năm còn hơn là chúng ta sống tới 90 năm mà chúng ta bệnh rề rề. À, nhưng mà nếu như có sự lựa chọn giữa lâu và sâu, có nghĩa là tôi sống được tới 90 năm, tôi sống được tới 120 tuổi mà tôi lại khỏe mạnh, cho nên lâu và sâu thì tại sao chúng ta không chọn? Phần đông chúng ta bị đánh đổi những điều đó, cho nên mình hy vọng là các anh chị sẽ có được những điều đó trong cuộc sống của mình hàng ngày ha. Và một lần nữa thì hy vọng các anh chị hiểu và ý thức vấn đề để bảo vệ sức khỏe cho mình. Thì đó là cái chương trình Cho Đời Mãi Xanh lâu nay đã như vậy, và trong 3 năm nay thì chắc chắn các anh chị cũng đã học hỏi được rất nhiều bài học luôn. Cả thì Trinh trong cái hành trình mà làm những điều này thì lúc mà mình soạn bài chia sẻ thì bản thân mình cũng đã học hỏi được rất nhiều để mà kiến tạo lại cái hành trình cho cái sức khỏe của mình. Bây giờ thì Trinh sẽ bắt đầu cái công thức số 90 và mình sẽ kết thúc sơ sớm, bởi vì nếu không sợ mạng nó rớt giữa chừng nữa thì phải thâu lại thì phải phiền phức. Ok, cho nên hôm nay công thức số 100 thì Trinh đặt là xanh vào đạm lên. Lý do mình chọn công thức này để kết thúc, thứ nhất là bởi vì mình hướng dẫn cho một số các anh chị ăn ăn kiêng chút xíu, là bởi trong cái thời điểm của đại dịch Covid, một số rau củ quả các anh chị cũng biết rồi, virus nó có thể sống ở trên môi trường rất là lâu và nó có thể sống trên rau củ quả, cho nên chúng ta cần phải nấu chín. Đó là lý do tại sao mình cũng không có khuyến cáo các anh chị uống xanh trong thời điểm này, khi các anh chị không tìm được cái nguồn rau sạch rất là nguy hiểm mà chúng ta còn phải ăn đồ chín. Dĩ nhiên bản thân thì Trinh thì may mắn mình có cái nguồn rau sạch và mình vẫn uống xanh thoải mái trong 3 tháng vừa qua, cho nên đó cũng là một điều gọi là phước lớn của mình. Một số các anh chị thì khát khao uống xanh mà không có được. Hôm nay thì Trinh sẽ hướng dẫn các anh chị công thức đậu ha. Thứ nhất là để giúp các anh chị có chất đạm, và thứ hai nữa trong cái thời điểm Covid này thì các anh chị không nên ăn động vật quá nhiều, đó là điều rất là nguy hiểm, chúng ta cần phải cẩn thận. Bởi vì trong thời điểm này các anh chị cần biết là chưa có vaccine thì chưa bao giờ là an toàn các chị ha. Mình muốn các chị là hãy nhớ điều đó, là chưa có vaccine mọi thứ vẫn chưa được an toàn và vẫn còn rất nguy hiểm, và Covid đã biến dạng, cho nên bây giờ vấn đề đó không phải chỉ là chỉ hô hấp hay nhiệt độ, là các chị có thể nghĩ là chúng ta bị Covid không biết luôn, và luôn cả cái oxy các chị thở vẫn bình thường đúng không, nhưng mà nó lừa các anh chị, nó gọi là silent, nên nó sự yên lặng ở trong đó các anh chị hoàn toàn không biết luôn, và cái oxy các anh chị xuống lúc nào các chị không hay, và khi mình vào bệnh viện thì nó đã trở thành quá muộn. Và chính những điều này là những cái mà Covid nó đang biến dạng, và đặc biệt là cho những đứa trẻ trẻ 5, 7, 8 tuổi cũng rất nhiều người đứa trẻ đã qua đời vì Covid, và nó không đưa tới vấn đề hô hấp hay là sốt, mà nó đưa tới vấn đề là tim mạch có vấn đề, hay là đưa tới vấn đề là tay chân nổi mẩn, và khi biết được thì nó vỡ mạch máu. Thì đó là những điều nó đang xảy ra trong cái tình trạng hiện nay, cho nên chúng ta phải thật sự rất là cẩn thận với vấn đề này ha, chưa có chủ quan được. Cho nên công thức của thầy Vinh hôm nay làm thì nó liên quan tới đậu, và mình sẽ đi thẳng vào cái thành phần luôn để cho lẹ ha. Đá xéo hả? Chị Như Sương nói em đá xéo đúng không? Có thể gọi là gì?
có tịch rục lệ, có tịch rục rịch đụng ai ráng chịu, đúng không? Rồi công thức ngày hôm nay thì Trinh sẽ làm là công thức đậu green split pea, có nghĩa là đậu khô nha, đậu khô Hà Lan. Tiếng Anh nó gọi là split pea, split, thông cảm thì Trinh đang gọt xương ở trên cái hàm với lại có mấy cái kẽm nữa cho nên nói chuyện nó hơi bị đờ chút xíu. Split pea ha, split pea là cái hạt đậu tách ra bằng hai nè. Split pea mà màu xanh, chúng ta đậu này chúng ta có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, có nhiều loại lắm, nhưng mà thì Trinh sẽ làm cái màu, màu thành phần của nó giống giống nhau hết và cái giá trị dinh dưỡng nó đều như nhau, mà cái thông dụng nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái màu xanh. Anh chị đó là cái đi tìm nếu mà có màu tím cũng 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 ngon lắm nha. Cho nên Việt Nam mình thì gọi đó là đậu Hà Lan, đậu khô Hà Lan màu xanh nha, đậu khô Hà Lan màu xanh. Lý do thì Trinh chọn cái này bởi vì mình là người ăn chay, mình ăn kiêng, cho nên thì Trinh luôn luôn tìm tất cả những loại đậu khác nhau để nó làm cái lượng đạm, bởi vì đậu gà sẽ có cái hàm lượng đạm đồ dù là đạm, đúng không? Đậu gà sẽ có đạm, hạt hem sẽ có đạm, mọi thứ yến mạch vân vân, mọi thứ nó đều có lượng đạm trong đó, nhưng mà lượng đạm nó sẽ, nó gọi là những cái amino acid mà cần thiết cho cơ thể. Có thể là đậu gà sẽ thiếu một phần gì đó, hay là đậu xanh sẽ thiếu một phần gì đó. Đó là lý do tại sao mà mình phải thay đổi để mình cái phần này không có bên đây mình sẽ có bên kia nha. Hay là trứng, đậu đồng tráng trứng cũng vậy, hay là đậu nành cũng vậy. Tức là chúng ta sẽ có nhiều loại đạm khác nhau trong cơ thể mình để mình trung hòa, để mình có đủ tất cả những cái amino acid cần thiết cho cơ thể. Thì hôm nay thì Trinh sẽ dùng cái green split pea. Ok, giá trị dinh dưỡng của đậu 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 khô Hà Lan, các anh chị tìm được organic thì các anh chị tìm, còn cái này của thì Trinh là mình mua từ ở Mỹ về, mình nghĩ là Việt Nam có, thì thành thì Trinh thấy ở trong chợ An Nam có cái này, rất là thông dụng cho các chị tìm, rất là dễ nha. Các anh chị có thể dùng cái này để nấu ăn, làm súp. Các anh chị làm súp rất là ngon, cực kỳ ngon luôn, đặc biệt là cho những ai ăn ăn kiêng. Ăn kiêng là ăn đạm thực vật thay thay vì đạm của động vật nha. Thì cái giá trị cái đậu này là đã có cả ngàn năm nay rồi, cái giá trị hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ tốt, đặc biệt là chất xơ và chất đạm nha. Một một phần như vậy là có khoảng một cái hộp, một cốc này thôi, xin sẽ nói sao là trong đây là có 24 gram của đạm, 24 gram của xơ, cực kỳ tuyệt vời luôn, hàm lượng rất là cao ha. Và ở trong đây có nhiều chất chống oxy hóa để giúp cho cơ thể vitamin vân vân và vân vân, và những cái điều mà cái đậu này nó giúp các anh chị là gì? Thứ nhất là những người bị tiểu đường loại 2 sẽ rất là tốt để điều khiển, giống như thì Trinh nói là nó gọi là glycemic index, có nghĩa là cái GI, cái GI của gạo trắng nó rất là cao, đó là như tiểu đường không nên ăn, mà tiểu đường nên ăn gạo nâu, bởi vì cái GI tức là cái hàm lượng tinh bột mà đưa tiết ra chất đường nó sẽ bị rất là cao ha, bún đồ nó rất là cao. Nhưng mà nếu chúng ta dùng gạo lứt hay là gạo nâu hay là những cái mà thầy Trinh hướng dẫn khuy no vân vân thì cái GI nó rất là thấp, và ở trong đây cái GI rất là thấp cho nên sẽ rất là tốt cho những người tiểu đường loại 2, đặc biệt nữa là những người muốn giảm cân, là bởi vì cái hàm lượng chất xơ rất là cao và lượng đạm rất là cao cho nên chúng ta sẽ no và chúng ta sẽ không có thèm ăn. Đó là một trong những cái yếu tố rất là cơ bản. Và dĩ nhiên ở trong đây nó có cái phần là nếu các anh chị bị ung thư, ung thư ruột già, ung thư đại tràng á, thì cái đậu này sẽ cực kỳ tốt, cực kỳ tốt lắm. Cho nên ngoài ra thì những khoáng chất mà trên nói là magnesium, potassium, calcium thì nó sẽ rất là tốt cho những người bị tim mạch. Nếu các anh chị có cholesterol cao vân vân, LDL cao, tim mạch có vấn đề. Nói chung là các chị đã biết rồi, tất cả những loại hạt là đậu là điều tốt cho tim mạch hết, và làm giảm cái lượng mỡ xấu xuống và làm tăng cái lượng mỡ tốt lên. Rồi tất cả những thứ này là nó là những cái thứ mà sao ung thư rất là ghét, mình ngăn ngừa được ung thư. Còn thịt động vật thì là ung thư nó rất là thích, môi trường nó cho nó phát triển. Còn đây là môi trường mà ung thư nó sẽ bỏ chạy, những tế bào ung thư nó sẽ bỏ chạy, đơn giản vậy thôi. Đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Và nha, thì trên lặp lại là tốt cho những người bị tiểu đường loại 2, hệ tiêu hóa có vấn đề, nếu mà chị hệ tiêu hóa có vấn đề, táo bón, đặc biệt là ung thư đại tràng, tim mạch,
cholesterol, tức là đó là những điều cực kỳ tốt của đậu. Rồi kế tiếp thì Nhân sẽ nói là đậu này bắt buộc các anh chị không thể nào say sóng để uống ha, mà các anh chị phải ngâm qua đêm. Đó là lý do tại sao mình mới nói với một số các anh chị là có những loại đậu là chúng ta có thể, cho nên các chị làm theo thì Trinh cho nó chắc ăn. Có những loại đậu á là thì Trinh sẽ hướng dẫn các anh chị là xay liền, ngâm, sau đó là chúng ta xay để chúng ta giữ được những chất mà chúng ta mong muốn. Có những loại đậu là Trinh phải khuyên các chị là ngâm xong rồi rửa rồi nấu, chẳng hạn như là chickpea, đậu gà, là chúng ta phải ngâm qua đêm rồi sau đó chúng ta phải rửa sạch rồi chúng ta mới nấu ha, để mà chúng ta sử dụng thì nó mới tốt, rồi chúng ta mới xay. Hay là chúng ta làm đậu hũ bằng đậu gà thì các anh chị cũng là rửa ngâm qua đêm, các anh chị xay, nhưng mà các anh chị vẫn bỏ lên cái lò các anh chị nấu. Bởi vì có những cái loại đó khi các anh chị nấu chín thì cái chất mà nó vào ở trong những cái loại đậu có những cái chất để nó giữ cho đậu nó không bị lên men, lên mốc ha, nó không bị nảy mầm á, thì những cái chất đó nó sẽ là gì, nó sẽ can thiệp vào quá trình thẩm thấu dinh dưỡng ở trong cơ thể của mình. Đó là lý do mình cần phải ngâm qua đêm nha. Còn chẳng hạn như là đậu đậu óc chó, hạt pecan là các chị không cần phải ngâm, bởi vì tất cả những cái dầu đó rất là tốt, mà nếu các anh chị ngâm các anh chị đổ hết thì mất hết một số chất dầu, cho có những thứ là các chị chỉ lấy ra các chị xay thôi. Cho nên những công thức hạt của thầy Trinh thì các anh chị phải để ý rất là kỹ về vấn đề đó. Và mình thấy có rất nhiều người lấy những cái loại hạt đó mà đi nấu chín làm sữa thì nó cũng chả có cái kết quả gì, mình thấy buồn cười thôi. Nhưng mà thôi tùy các anh chị nha, có uống là được rồi, không phải uống rượu là ok nha, đúng không? Chỉ sợ các anh chị uống rượu thôi, còn phải uống rượu thì các anh chị muốn làm gì cũng được, nó không có chất cũng được không sao, miễn nó no cũng được. Rồi cho nên ở trong cái công thức này chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy 100 g đậu xanh khô Hà Lan nha, 100 g đậu xanh khô Hà Lan ngâm qua đêm trong tủ lạnh khoảng 8 tới 10 tiếng gì đó, sau đó các anh chị rửa sạch và các anh chị nấu chín, bỏ vô nước các anh chị nấu chín, đừng có hỏi thì nấu làm sao nữa nha. Rửa sạch xong bỏ vô nồi chế nước, nước là nấu cho nó sôi rồi bắt đầu lấy thử ăn coi nó mềm hay không, là nó ok chừng 15 20 phút gì đó. Ok, nấu chín để ráo nguội rồi, đậu ngon rất là ngon. Rồi chúng ta sẽ xay cực kỳ ngon nha. Chúng ta sẽ xay, lặp lại ha, 100 g đậu khô Hà Lan màu xanh ngâm qua đêm, rửa sạch, sáng hôm sau rửa sạch, bỏ vô nồi nấu chín để ráo cho nguội. 100 g để ráo cho nguội ra thuộc bao nhiêu đây? Rồi, không phải 400 mà là nửa lít nước. Chúng ta sẽ xay với lại nửa lít nước. Một 500 ml. Lít nữa. Ok, chúng ta sẽ bỏ vào một tí xíu muối hồng, tí xíu thôi. Các anh chị muốn cho có mùi ngọt ngọt thì các anh chị có thể bỏ trà là, thì Trinh thì không thích cho nên mình để đó. Các anh chị phải cho vô, trong trường hợp này các anh chị cho vô một muỗng cà phê dầu, nhớ nha, phải có dầu, đừng hỏi lý do tại sao. Ok, cho nên thì Trinh sẽ lấy dầu, mình có dầu ô liu nha, mình hết dầu bơ rồi, cho nên thì Trinh sẽ lấy dầu ô liu nửa muỗng cà phê thôi. Thì Trinh cũng có phê nhỏ cho nên là một muỗng của Việt Nam nhỏ xíu à, cho nên các anh chị một muỗng cà phê dầu ăn. Ok nha, wow, thấy không? Dầu ăn. Lý do tại sao bỏ dầu? Bởi vì dầu với cái đậu này khi các anh chị làm như vậy á thì các anh chị xay ra sữa nó không đóng cục cục lại, và các anh chị để tới ngày hôm sau nó vẫn loãng và nó sẽ rất là đẹp. Còn nếu không thì nó sẽ đóng cục, đúng không? Nước đi đằng nước và đậu đi đằng đậu, và nó cộm lồm cộm lồm cộm, nó sẽ không có ấy, cho nên ta phải bỏ dầu.
Công thức này thôi, mấy công thức khác không cần. Chỉ có đậu thôi, đậu đậu Hà Lan xanh ha. Rồi xong. Và chúng ta sẽ nấu xay. Hơi bị ồn xíu. Rất là ngon. Hơi bị ồn xíu nha. Rồi xong. Cái này các anh chị sẽ uống được hai lần nha, chị sẽ là cái này uống được hai lần. Mỗi lần như vậy là các anh chị sẽ có được 12 gram đạm, 12 gram chất xơ. Và cứ nhớ một điều, mỗi một ngày chúng ta chỉ cần có 20 tới 25 gram chất xơ thôi. Cho nên rõ ràng chỉ một ly sữa này là đã đủ phân nửa cái hàm lượng xơ mỗi ngày. Tỷ lệ thống kê cho biết hơn 80% chúng ta không đủ chất xơ trong một ngày. Đó là lý do tại sao đưa tới vấn đề bị bệnh đường ruột, ung thư đại tràng, thể rất nhiều thôi. Đúng không? Một ngày chúng ta cần phải có 20 tới 25 gram chất xơ, hầu như 80 tới 90% không ai đủ trên thế giới. Đây lượng chất xơ khủng bố chưa? Các chị uống cái này. Thì trên lúc trong thời buổi người nghiền răng là mình uống cực kỳ nhiều những thứ này ha, và các anh chị làm điều này rất tốt, hình thức tuyệt vời. Ok, cho nên một phần này thôi là bằng đủ lượng phân nửa 50% lượng xơ trong một ngày rồi, và trong đây là 12 gram đạm. Chúng ta có thể tưởng tượng, thì trên thấy một số anh chị post trên Facebook ăn một dĩa cơm sườn, đúng không? Dĩa cơm sườn một chén cơm đó hết gần 300 calo, không có tí đạm nào hết, chừng gram 200 đạm thôi. Một miếng sườn đó các anh chị có được khoảng chừng 20 gram đạm, đúng không? Cỡ đó thôi, nhưng mà trong đó biết bao nhiêu chất mỡ xấu và bao nhiêu cái calo, đúng không? Còn cái này các anh chị có chừng hạ 100, khoảng 150 calori thôi cho một ly giống như vậy, trong khi các anh chị ăn cái dĩa cơm sườn đó gần 1000 calori. Dĩa cơm sườn mình thấy một số các anh chị chén nước mắm nè, đúng không? Rồi bên là miếng trứng nè, rồi bên là miếng sườn nè, cơm là hết 300 cộng 500, gần 1000 calo. Rằng 1000 calo cho một dĩa cơm vào buổi trưa nha, các chị thấy được sự lỗ lã của anh chị đâu. 1000 calo cho buổi cơm vào buổi trưa mà nó chỉ có khoảng 20 gram đạm, trong khi cái này chỉ có 200 calo thôi, chưa tới 200 calo mà đã 12 gram đạm. Vậy thì cái nào lời hơn, đúng không? Trong khi các chị lên cân, các chị có một ngày các chị có khoảng được thời điểm các chị cỡ tuổi thì chính là các chị chỉ có 1200 calo thôi, mà một buổi trưa là các chị hết 1000 rồi, chưa tính là ăn vặt, đúng không? Rồi chưa tính buổi sáng và buổi chiều nữa, thì các chị dư nợ các chị cơ thể biết bao nhiêu calo. Đó là tại sao chúng ta bị lên mỡ thừa, rồi đó là lý tại sao chúng ta bị bệnh thôi. Ok, cho nên ngưng trước khi no, chọn những cái gì tốt nhất cho cơ thể. Alright, cực kỳ ngon luôn. Cái người đứng sau camera sẽ được ly nè, ngon lắm. Uống cái này tưởng tượng nhớ cái uống sữa đậu xanh hồi nhỏ, mà cái thời bao cấp mới vừa xong, mới vừa bánh sau 75 á, uống sữa đậu xanh á, nó y chang giống vậy á, nhưng mà lúc đó không biết sao đường ở trong đó quá trời luôn,
đúng không? Cái chị đậu xanh rồi đường trong đó quậy quậy đường quả đá vô uống, trời khủng khiếp. Còn này nó cũng y chang, nó còn ngon hơn nhiều ha. Và các chị không cần phải có đường à, thật kỳ tuyệt vời. Giờ thì trên uống phần này nè, trên cái này là uống được hai phần, hai lần ha, chúng ta sẽ uống được hai lần. Cho nên các chị chia đều ra là coi chừng ly sữa buổi sáng là coi như no rồi đó, hoặc là ly sữa buổi tối thôi ngon dã man luôn, thì chính nó bảo đảm các chị không ngon khác ăn tiền. Có lấy tiền ai đâu mà trời, thử nha, thích lắm luôn. Nhớ nha, phải bỏ dầu ăn vô nha, thì các chị để tủ lạnh qua ngày hôm sau nó vẫn đẹp giống như vậy. Nếu các chị không để dầu ăn vô á thì nó sẽ đóng cục và nó sẽ sắp rấy, nó sẽ tách rời ra. Ngon không? Ngon không? Cực kỳ tuyệt vời. Không tin thì thôi, thì ngày mai làm thử biết liền. Ngon. Trâm thấy ngon nước từ trước giờ. Hình như đó. Và cái cậu đó của tôi được bà cấp bản quyền. Ok. Cực kỳ rất ngon. Đặc biệt rất tốt cho những người ăn chay. Thì Trinh sẽ lặp lại một lần, sau đó mình sẽ kết thúc. Công thức thứ 100 của chương trình Cho Đời Mãi Xanh để kết thúc của quyển sách vào mùa hè năm nay, gửi tặng đến tất cả các tình yêu xanh năm châu. Công thức này đặt là xanh vào đạm lên, tức là cách làm sữa đậu xanh Hà Lan khô. 100 g đậu xanh hà khô Hà Lan, tiếng Anh nó gọi là green split peas, ngâm qua đêm trong tủ lạnh, rửa sạch nấu chín để ráo cho nguội. À, thêm 5 nửa lít nước vào, 1 tí muối hồng, thêm trà 2 trái trà lạ nếu thích, một chút xíu một muỗng cà phê nhỏ, tí xíu của dầu dầu ăn trong nhà mình đang có đó, dầu ô liu, dầu bơ gì cũng được. À, ok, xay và chia ra được hai phần để tủ lạnh được 3 ngày, 3 tới 4 ngày. Mỗi một phần như vậy là các anh chị sẽ được 12 gram đạm, 12 gram chất xơ nha. À, giàu chất xơ, giàu chất đạm, vitamin và khoáng chất, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể được khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật, giúp hạ đường huyết, rất cực kỳ rất tốt cho những người bị tiểu đường, giảm cholesterol cho những ai bị mỡ ở trong máu, ok, giảm LDL, tăng HDL, tim mạch cực kỳ hiệu tốt, hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, tuyệt vời cho tất cả những ai ăn chay giống như thầy Trinh, gây đủ đạm đủ chất. Và cuối tháng 5 này thì cũng đúng 3 năm mình đã chuyển qua từ ăn thực động vật qua thực vật được 3 năm. Quá tuyệt vời. Có nhiều người hỏi thì Trinh là có thèm gì không hay là có những gì hối tiếc không? Thì mình nói là nó không có gì hối tiếc hết. Mình chỉ tiếc là tại sao mình không biết để mình ăn chay từ lúc mình 10 tuổi hay là 15 tuổi gì đó, mà tại sao phải đợi tới 40 43 đúng không? Thì trên lúc ăn chay là 3 năm về trước, năm nay mình 45 tuổi, mình sắp sửa 48 rồi. Là lúc 45 tuổi mình mới ăn chay. Dĩ nhiên, nó không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chuyển đổi hay là thay đổi cuộc sống, đúng không? Chúng ta có thể thay đổi khi chúng ta ở 60. Không bao giờ là quá muộn để làm những điều tốt cho cơ thể, nhưng mà ước gì mình có thể làm điều đó sớm hơn nhiều. À, thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Một lần nữa, gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các tình yêu xanh năm châu. Một lời chúc nồng ấm nhất có thể ha, các chị bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Đại dịch vẫn chưa qua cho nên đừng quá chủ quan nha. Hãy hết sức cẩn thận. Và đây là công thức số 100, xanh vào đạm lên, để gửi đến tất cả các chị nên thử và post Facebook, thực sự rất là ngon nha, cực kỳ ngon luôn. Và có thể nhờ chị Như Sương rảnh á, nấu súp nha, có công thức nấu súp nè, để có thể ngày mai mốt thì trên rảnh mình cũng sẽ làm. Nhà các chị có thể nấu súp này với lại chị Như Thương có thể nấu cái này chung với lại sữa hạt hổ. Hay chúng ta lấy nước cốt dừa, chúng ta sẽ lấy nước nước sữa hạt hổ để nấu chung cái này làm thành một cái chén súp, súp đậu đầy đủ đạm cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Lấy sữa hạt hổ nấu với cái này thành một chén súp rất là ngon. Hay là các chị lấy súp bí đỏ, các chị nấu với sữa hạt hổ, sạc hạt hổ, hay gì các chị dùng sữa nước cốt dừa, nó không có lợi bằng nha. Chào cả nhà, hẹn gặp lại vào lần tới. Alright, bye bye.